Hóa ra Nunes chỉ thích ghi bàn vào lưới các đội tham dự C1. Rạng sáng nay 22 tháng 7, Liverpool đấu giao hữu với RB Leipzig. Khác với hai trận đấu giao hữu trước đó, Liverpool lần này tung ra đội hình mạnh với nhiều hảo thủ xuất phát ngay từ đầu. Với bộ khung đội hình đã oanh tạc châu Âu trong nhiều mùa giải qua, Liverpool nhanh chóng áp đặt thế trận và có bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 8 của Mohamed Salah. Sau giờ nghỉ, huấn luyện viên Klopp tung tân binh Nunes vào sân và phần còn lại của trận đấu là sân khấu của riêng anh. Phút 48, Nunes thực hiện thành công quả 11m sau tình huống Luis Diaz bị thủ môn Gulasi phạm lỗi trong vòng cấm. Chỉ 3 phút sau, Trent Alexander-Arnold chuyền bóng cho Nunes dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút 68, Nunes hoàn tất cú hat-trick đầu tiên cho lữ đoàn đỏ. Từ pha kiến tạo tinh tế của Elliot, Nunes đệm bóng tinh tế nâng tỷ số lên 4-0. Chưa dừng lại ở đó, tới phút 90, tài năng trẻ Cavani tạo ra khoảng trống và đặt Nunes vào vị trí thuận lợi để đặt lòng gọn gàng, ấn định chiến thắng 5-0. Sau hai trận đấu tỏ ra kém duyên, cuối cùng tiền đạo người Uruguay cũng đã mở tài khoản bàn thắng với một cú poker vào lưới RB Leipzig. Sau trận đấu này, Liverpool còn hai trận giao hữu tiền mùa giải gặp Salzburg vào ngày 28 tháng 7 và Strasbourg ngày 1 tháng 8.